Các bạn thấy Trúc viết cái đề không? À, Trúc là Trúc Trúc đang nhiễm COVID-19 nha các bạn, cả gia đình Trúc bị luôn. Nhưng mà không sao, Trúc ngồi đây có nghĩa là các bạn biết Trúc không sao rồi. Thì Trúc sẽ nói cái quá trình nhiễm, tại sao mà các bạn thấy một tuần vừa rồi Trúc vắng mặt là như vậy, là Trúc đã nhiễm COVID-19 và ông xã cũng bị, con trai cũng bị. À, cả nhà ba người là bị hết. Và hiện tại bây giờ Trúc cũng đang còn sốt hết. Sốt nhưng mà sốt nhẹ, không có sốt nặng. Để Trúc sẽ nói cái quá trình này cho các bạn nghe nha. Quá trình các bạn cần phải nghe đó để bình tĩnh, để mà chia sẻ cái kinh nghiệm mà Trúc đã bị nhiễm COVID như thế nào và đã như thế nào trải qua thì các bạn cố gắng bình tĩnh nghe, rồi nếu mà gia đình mình có bị á, thì chia sẻ cho gia đình chứ đừng có sợ quá, mình mất bình tĩnh thì cái đó cũng không tốt. Để cho các bạn nghe cái bài bài nhạc cái tỉnh không tên số 4 của Vũ Thành An đó, thì Trúc sẽ chia sẻ về cái quá trình Trúc chống lại COVID-19 cho bản thân mình nè. Bây giờ Trúc Trúc đang bị nè, có nghĩa là bây giờ Trúc cũng đang sốt nữa đó. khắc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Nói chung là cái cổ Trúc á, nó bây giờ nó nóng lắm, người nó đang nóng, nó toát mồ hôi, nhưng mà khách nghe cái ông nữ hát mày quá đi. Nói cho các bạn biết để các bạn có cái cơ hội nói đến gia đình. Hiện tại là Trúc đang sốt nè, mồ hôi toát ra ở từ trán, tay, cắt cái cổ tay và ngoài sau lưng và trên cổ rất là nhiều. Thì các bạn biết là Trúc không biết là mình nhiễm cái COVID này, nó bây giờ không biết là nó nhiễm từ đâu. Đại khái là một tuần qua Trúc vắng là tại vì Trúc sốt cao cho nên không thể lên live stream với các bạn được. Sốt mỗi ngày nó đều sốt, sốt ca sốt rồi nó hết sốt, sốt nó hết sốt, sốt nó hết sốt, nó như vậy. Mà các bạn biết không, cả gia đình Trúc là rất là cẩn thận. Ví dụ 1 2 tuần qua Trúc không có đi ra ngoài. Chỉ khi nào đi ra ngoài là cần đi mua đồ ăn, đi Costco hay là đi Walmart thôi. Nhưng mà khi đi thì cũng đeo đeo mặt nạ. Nói chung là bây giờ Trúc chưa có khỏe hoàn toàn. Còn sốt một ít, nhưng mà nói chung là đã vượt qua được cái giai đoạn gọi là rất là nặng rồi, đã vượt qua cái giai đoạn nó trong tuần vừa qua rồi. À, thì bây giờ cũng rất là mừng, có nghĩa là trong cái rủi là có cái may, là biết rằng là cái trong cái kháng thể của mình đủ cái khả năng để chống lại con virus. Cả gia đình Trúc bị hết, ông xã Trúc cũng bị, thằng con trai 14 tuổi cũng bị, nhưng mà thằng con trai là nó hết đầu, nó bị nhẹ, nó hết đầu tiên, có nghĩa là cái kháng thể của nó mạnh, nó chống lại đầu tiên. Rồi tới ông xã Trúc thì cũng rất là nặng, nhưng mà bây giờ ông xã thì cũng đang bớt từ từ và Trúc cũng vậy. Thì các bạn biết là khi mà tụi Trúc đi ra ngoài là Trúc bịt khẩu trang, rồi khi mà mua đồ về là Trúc bỏ đồ trong trong thau á, Trúc rửa hết, Trúc phơi khô. Mà các bạn biết không, khi đi ra đi đi chợ thì Trúc mang bao tay, sau ra khỏi xe thì Trúc tháo, Trúc giục, sau đó tháo giục bao tay rồi còn dùng lại cái nước sanitize để rửa tay, có nghĩa là rất kỹ. Nhưng mà không biết là nó nhiễm từ đâu và không biết nó nhiễm từ cái khi nào, và bây giờ hỏi thì không biết nhiễm từ ai nữa, không tiếp xúc với ai cả đó. Nhưng mà khi nó nhiễm một người thì trong nhà cả cả ba người đều nhiễm hết. Thì cái lúc mà đầu tiên á, là con trai nó thấy, cái ngày con trai đầu tiên thấy, nó thấy ho nhẹ thấy rát cổ, thì nghĩ chắc là đó là cảm cúm nhẹ thôi. Thì lúc đầu cũng nói giỡn cho vui thôi các bạn biết không, nó nghĩ chắc là virus á. Qua ngày hôm sau thì bắt đầu tới Trúc, à tới Trúc bắt đầu thấy như là người rất khó chịu, mà người rất là lạ, như là nó buồn ngủ ghê lắm, có nghĩa rằng nó nằm xuống là nó thiếp đi tại chỗ liền, nó ngủ một cách lạ. Và các bạn biết không, trong người bắt đầu nó đau hai bên vai nè, đau ghê lắm, nó đau như là có cái con gì ở trong đó cắn, mà nó rất là đau, nhất là hai bên sau phía hai phổi nó đau, mà bắt đầu nó lên cơn đau. Các bạn bắt đầu sau đó một ngày nữa thì nó bắt đầu lên cơn đau đầu, nó đau kinh kinh khủng lắm, nó đau có nghĩa là các bạn phải uống thuốc chứ chịu không được nữa, nó đau cả cái đầu như nổ tung ra, đau rất là dễ sợ. Và các qua ngày thứ ba là các bạn biết không, thì lúc đó thì ông xã Trúc là bắt đầu thấy thấy cảm thấy ho, có nghĩa là sáng hôm đó cái qua hôm ngày thứ ba thì ba người cùng một lúc là thấy ho,
khó thở, bắt đầu khó thở. Và bắt đầu các bạn biết là 4 tiếng đồng hồ sau là ông xã Trúc gục xuống tại chỗ liền, rất là nhanh. Ông xã Trúc là lay off liền á, có nghĩa rằng là đi là choáng váng, mặt mày là sốt lên cao độ, mặt mày tái xanh tái mét, coi như là tay chân run hết. Mà các bạn biết không, nhất là cái trên người này nó đau hết, trên cái cơ thể đụng vào chỗ nào nó cũng như là điện giật đó, đau trên toàn thân, nó rất là đau, rất là dễ sợ. Có nghĩa rằng là nó rất là nhanh, khi mà nó đã sốt lên cơn sốt thì cái độ nó rất là nhanh. Các bạn biết không, ba người cùng một lúc như vậy, mà thằng con Trúc thì nó nhẹ hơn, còn hai vợ chồng Trúc thì rất là nặng. Thì bắt đầu Trúc rất là bình tĩnh, các bạn biết không, Trúc nói rằng chết rồi. Trúc mới nói với gia đình là chết rồi anh, chúng ta nhất định là đã bị Covid, chứ không không bao giờ có trường hợp như vậy. Vì ông xã Trúc là thứ nhất là ông xã Trúc đã chích thuốc là ngăn ngừa flu ha, có nghĩa là hàng năm gia đình Trúc đều chích thuốc đó, và rất khi bị, rất là hiếm khi mà ông xã Trúc bị cảm cúm, là hiếm vô cùng. Mà cái tình hình này chưa bao giờ xảy ra, là ba người một lúc như vậy mà cái tình hình rất là dễ sợ. Cái xong rồi các bạn biết không, là bắt đầu Trúc là người đầu tiên thấy khó thở, thấy thở như là cái hơi nó không có đầy, mà mỗi lần thở đó các bạn nói là phải ráng thở, nhưng rất là khó, giống như có một cái gì đè ở đây nè. Rồi bắt đầu các bạn biết không, nó lên cơn sốt thì cảm thấy là ở trên mũi đó, nó chảy xuống một cái luồng nước rất là lạnh, nước rất là lạnh. Cái nước đó nó xuống cổ, nó làm cho mình ho liên tục, ho không dừng. Mà cái ho đó là càng ho là càng nhức đầu là càng khó thở, càng sốt, các bạn biết không. Thì Trúc lúc đó Trúc, các bạn phải nhớ rất là bình tĩnh nha, phải rất bình tĩnh. Lúc đó Trúc nói ông xã Trúc là phải ngồi xuống ghi tất cả lại. Đầu tiên các bạn biết không, ghi là tất cả những số an ninh xã hội cho cái người còn tỉnh nhất, đó là con trai đó. Ghi lại tất cả số an ninh xã hội nè, tên tuổi nè, ghi lại tất cả những tài khoản mà các bạn có được, ghi lại tất cả những cái gì quan trọng của gia đình bạn, ghi cho, đưa cho một người mà bạn tin tưởng nhất ha. Vì lỡ các bạn bất tỉnh tại chỗ là đâu có ấy. Mà các bạn có vấn đề là ghê là chỗ này, là khi mà hai vợ chồng Trúc sốt cao rồi đó, các bạn biết không, tới mức độ mà phải cần gọi bác sĩ rồi đó. Thì khi đó gọi tới nhiều bệnh viện đó, các bạn biết không, thì họ trả lời, họ nói là trong nhà có cái đo nhiệt độ không, đo nhiệt độ này kia đi. Rồi họ nói sao các bạn biết không, ở nhà đó thôi, chứ chưa tới tới cái mức độ mà họ sẽ cho cách ly. Tại vì khi nào mà bạn mà bị knock out á, có nghĩa là bạn phải bất tỉnh hay này kia, mà người nhà của bạn gọi, lúc đó nó mới cho bạn nhập viện, chứ không phải dễ đâu. Và nó chỉ cho bạn theo dõi thôi. Mà ông xã nói là bây giờ tôi yếu lắm rồi, tôi yếu mà tôi sốt nữa. Mà nó vẫn nói là ở nhà, chứ bây giờ vô bệnh viện cũng không có làm gì được hết á. Trừ khi là bạn không thở được nữa thì nó đút ống thở vô thôi. Còn nói là các bạn không, đó là bạn mới thấy rằng cái tình hình nó éo le tới mức độ, có nghĩa rằng là nó không có đưa bạn đi cấp cứu đâu. Bạn đi cấp cứu là từ khi bạn lay down nó mới cấp cứu ra. Còn thở được á là bạn phải không? Đó, các bạn nghe ông thả trúc xả trúc ho vào. Bây giờ anh còn sốt không? Là còn sao? Sốt một ít hả? Đó các bạn, nó sốt mà nó ra mồ hôi. Là các bạn phải không, nó không có đưa bạn đi vô bệnh viện đâu. Trừ khi là bạn không thở được nó mới đưa bạn vô thôi. Và các bạn phải không, sau đó thì nó ghê lắm. Các bạn phải không, là Trúc rất là bình tĩnh, Trúc ghi hết xuống rồi. Bắt đầu cái Trúc đem cái quyển mà Trúc có một, các bạn không, rất là may. Là từ nhỏ đó thì Trúc có một ông nội bác, ông rất là giỏi về thuốc nam. Thì mình Trúc bình tĩnh là Trúc nghĩ là bây giờ chỉ có mình cứu mình thôi, không ai cứu mình hết. Bằng gì bệnh viện nó đâu có làm gì, nó trả lời xong rồi biểu ở nhà đi, rồi uống thuốc giảm sốc vậy thôi. Nó nói khi nào mà mình bất tỉnh thì nó mới cho xe tới cứu mình, chứ giờ nó không có đưa vô bệnh viện, tại vì nó cũng không có làm gì được hết á. Các bạn thấy không, mình nghe vậy đó, thì có nghĩa là vô bệnh viện là nó phải đưa cái ống oxy cho bạn thở rồi mới đưa đi đó, chứ còn thở là nó để ở nhà thôi. Xong cái Trúc mới bình tĩnh, Trúc mới đem cái quyển sách thế hồi xưa ra, bác muốn dở mà Trúc ghi tay các bạn. Thì Trúc mới đọc sách lại, trong sách hết là cái gì, thì các bạn thấy không, trong đó rất may, trong đó có một cái bài thuốc mà ghi lại là chữa bệnh phổi, không có chữa coronavirus 19. Nào giờ nó đâu có đâu mà chữa. Thì cái bài này đó, các bạn biết hồi nhỏ là Trúc rất là mê ăn kẹo. Thì ông nội, ông mới kêu, ông nội này là ông nội bác chứ không phải là ông nội ruột. Nè, ông rất là giỏi thuốc nam. Thì mỗi lần mà ông cần thuốc, ông cần Trúc mà phơi cái lá cây hay cái gì á, thì ông phỉnh Trúc qua là ông cho hai viên thuốc tẻ, cái là ông biểu Trúc phơi lá.
là Trúc biết rất là nhiều bài thuốc Trúc ghi xuống lại. Thì trong đó Trúc dở ra Trúc thấy một cái bài thuốc của ổng là chữa bệnh ho lao, đó, bệnh phổi nha. Thì trong đó nó có một cái cây thuốc, à cái con đem thuốc, bây giờ Trúc đưa cho các bạn luôn nha, để các bạn chữa cho gia đình. Rắc, các bạn biết không, trong cái rủi mà nó có rắc cái mai, cho nên chúng ta nói là cái gì mà chúng ta chuẩn bị nó không bao giờ thiếu. Cái bữa hôm đó đó các bạn, tự nhiên có một người bạn Thái đó, nó tới nó cho Trúc một cái cây. Trúc nghĩ trời, trồng cái cây này làm gì ông nội, mình đâu có nấu. Cái nó nói là cái cây này mày bỏ vô cá nó cũng ngon lắm, mà nó cũng thơm. Đây là gọi là cây, cái tiếng Mỹ gọi là cây rosemary các bạn. Cây rosemary mà tiếng Việt mình gọi là cây mê điệp. Cái cây này gọi là cây mê điệp, mà còn có một cái tên nữa gọi là hương thảo. Các bạn nhớ kỹ cái cây nè, cây mê điệp hoặc là cây hương thảo, nó có mùi thơm rất là dễ chịu. Thì các bạn nào Trúc đọc trong cái bài thuốc đó đó, là cái cây này là chữa bệnh phổi. Hồi xưa Trúc thấy ông nội là nấu chữa cho những cái người bị lao phổi đó các bạn. Thì ông nội nấu, ông nội giả ra là lấy cái nước cho uống để mà chữa mấy người bệnh lao mà ho ra máu đó. Thì Trúc thấy là ông nội đã chữa cho họ nhiều người, họ bớt cái bệnh này. Nhưng mà các bạn biết rằng cái bệnh lao hồi xưa đó mình đâu có ampicillin, chứ đâu có chữa được. Cho nên ông nội ông đã dùng cái loại thuốc này ông chữa. Chính vì cái bài thuốc này đó, Trúc thấy cái bệnh này là chữa bệnh lao phổi, thì Trúc tự nhiên Trúc nghĩ nghe nói là cái con Covid này là nó sẽ đi vô nó phá phổi, hay là mình dùng cái này thử nha. Thì các bạn không, Trúc mới chạy ra, Trúc nhớ là ở ngoài cái vườn rau của mình á, cái nhà rau của mình nó có cái cây này. Trúc mới chạy ra, Trúc vớt ngang nữa cái cây này luôn, các bạn không? Mà lúc đó Trúc cũng sốt cao rồi. Cái bác các bạn biết là Trúc đem vào, Trúc nấu nước. Trúc nấu nước thì Trúc nấu á, là như thế này. Trúc nấu nguyên một bó này, các bạn biết không? Với lại Trúc lột 5 trái cam nha các bạn, mà Trúc lấy hết 5 vỏ của 5 trái cam với lại một nhúm, có nghĩa là lá chanh á, lá chanh mà Trúc để sẵn trong tủ, thường Trúc hay để lá chanh trong tủ. Rồi 3 muỗng muối. Trúc nấu một cái nồi rất là lớn nha. Trúc bắt ông xã Trúc xong. Lúc đó ông xã Trúc là mệt ghê lắm rồi. Xong. Thì các bạn biết không? Xong cái thuốc này đó, xong cái nồi này đó. Thì Trúc đợi. Thì bắt đầu xong cái thuốc này thì 3 tiếng đồng hồ sau ông xã Trúc ổn tỉnh. Rồi, ông từ từ ổn tỉnh lần. Đó. Thì các bạn biết không? Trúc thấy như vậy thì Trúc nấu tiếp, Trúc xong cho mình. Rồi Trúc mới ngồi, Trúc nghiên cứu, Trúc xong cho mình thì Trúc thấy nó đi vào phổi các bạn. Cái lùng hơi này, cái mùi cay này nó đi, nó thông qua con mắt, nó thông qua nhiều chỗ. Mà khi các bạn xong là các bạn hả miệng ra, hít thở vô thật sâu và các bạn thấy nó đi vào trong. Rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Đồng thời khi các bạn xong đó thì các bạn mới không, nước ở trong mũi á nó chảy ra. Hít vào nước trong mũi nó chảy, mà cái nước trong mũi nó chảy ra nó rất là lạnh. Mình cái hơi mình nóng vậy đó, mình nước nó chảy ra nó lạnh lắm. Thì các bạn thấy không, sau khi xong á thì ông xã Trúc từ từ ông hạ cái cơn sốt xuống liền. Trúc cũng hạ xuống nước. Các bạn thấy cái nỗi đáng sợ không? Chứ phải như nếu bây giờ có thét một cái là tôi sẽ biết được là tôi như thế nào. Còn bây giờ không thét được, cả gia đình tôi bị mà không thét được. Nghe tôi không biết cái gì đang xảy ra nữa. Có nghĩa là bệnh viện nó nói là bây giờ tôi phải bất tỉnh thì nó mới tới nó đưa đi. Mà nếu mà già tôi bất tỉnh hết thì ai đưa đi? Các bạn hiện coi nó nói kiểu đó, có nghĩa là bất tỉnh mới đưa đi. Có nghĩa chồng tôi là gọi điện là lúc đó là ông ấy là sốt cao độ, ông ấy khó thở đó. Nhưng mà nó chưa tới cái độ sốc đó, chưa đưa đi. Đó các bạn thấy là đáng sợ không? Tôi đang ở tiểu bang Las Vegas nè. Tôi muốn có nhà báo và bất cứ ai tới phỏng vấn trực tiếp gia đình tôi là trong cái hoàn cảnh nó như vậy, 3 người mà tôi đang vượt qua cái giai đoạn mà khủng hoảng nhất, có nghĩa là kinh hoàng. Và cái ngày hôm nay là ngày thứ 5 và tôi nghĩ rằng tôi đang vượt qua rồi, vì cái cơn sốt của tôi bây giờ nó đang xuống. Và thay vì mấy ngày trước là tôi phải dùng Tylenol này 4 tiếng đồng hồ một lượt là nó đau chịu không nổi, có nghĩa là tôi phải bò luôn á, không chịu nổi. Các bạn biết không, có nghĩa là không chịu nổi cái độ đau. Và tôi cứ dùng cái này để xịt, để chặn đứng những cái cơn ho. Và tôi xong cái loại thảo dược này mà tôi nói các bạn là cái loại này nó rất là tốt đó, rất là quất đó. Thì những cái ngày đó là cái cơn sốt liên tục, các bạn biết không? Mà ngày hôm nay là nó đỡ,
là từ sáng tới giờ tôi chỉ sốt hai lần thôi đó, và đồng thời tôi nói chuyện được, và đồng thời là cái tôi sốt nhưng mà cái mồ hôi nó không ra như này. Bây giờ tôi đang ra mồ hôi rất là nhiều nhưng mà không nhiều như trước đây, có nghĩa là không có phải là rớt giọt xuống. Và các bạn thấy không, mồ hôi nó rịn rịn cả người như vậy. Và tôi cũng không có bị hoa mắt như là ví dụ trước đây, là nhìn lên trần nhà là mình học, nhìn lên đèn là rất là sợ nó hoa mắt, nhưng mà bây giờ là nhìn được đó, thì tôi thấy là cái đó nó đang giảm xuống rất là nhiều. Và cả ông xã Trúc cũng vậy nữa đó, thì các bạn thấy rằng là rất là nguy hiểm. Cái mục đích livestream này để cho các bạn biết rằng là chuẩn bị, thứ nhất là chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ, tên tuổi, số an ninh xã hội, những cái gì cần thiết ở cho cái nước Mỹ này. Việt Nam thì tôi biết rằng dễ hơn, đúng không? Việt Nam thì có nhiều gia đình lo, người này đau người kia lo, nhưng ở Mỹ là ai lo cho mình? Thì các bạn phải viết để một chỗ nào đó nếu cần thiết đó. Thứ hai đó, chẳng hạn như các bạn thấy không, nếu mà tôi không viết tôi để đó mà cả hai vợ chồng tôi bị knock out xuống một lúc là tôi đã dặn thằng con tôi rồi, nếu ba mẹ bất tỉnh thì con phải gọi cảnh sát và đưa cái số này cho điện cảnh sát ngay đó. Là các bạn thấy hai vợ chồng bị cùng một lúc mà nếu không có thằng con ở đó nữa là chết luôn, mà thằng con nó cũng bị nhưng mà nó bị nhẹ hơn. Còn nếu các bạn ở một mình thì các bạn bất tỉnh như vậy, ai sẽ giúp các bạn, không biết chuyện gì xảy ra nữa đó. Thì các bạn phải lo cái điều đó. Cái thứ hai là các bạn nên có, khi các bạn có hiện tượng đó, bây giờ không cần biết Covid hay cái gì trơn á, tôi nghĩ là các bạn nên dùng cái lá này, dùng cây hương thảo này, nó còn gọi là cây mê điệp, dùng để xong nó để giảm. Cái này rất là đặc biệt, cây này rất hiệu quả đó, mà đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua cái đại nạn này đó. Có nghĩa là bây giờ là anh bá chồng, do chồng Hoàng Trúc vẫn còn sốt, Trúc cũng còn sốt nhưng mà sốt nhẹ hơn so với mấy ngày trước rất là nhiều, vẫn còn đau đầu, vẫn còn mệt và vẫn còn hơi khó thở, nhưng mà biết rằng đã vượt qua rồi đó thì cũng rất là mừng, là biết là bây giờ trong người của mình có cái chất đề kháng để chống lại nó, cũng đồng thời nữa là và các bạn phải uống nước nhiều nha, uống nước thật nhiều. Thôi Trúc chia sẻ chuyện đó thôi, Trúc nhức đầu quá, với lại Trúc vẫn còn nhức đầu và vẫn còn chóng mặt đó, và vẫn còn như là hụt hơi đó. Thì chúc mọi người bình yên và mong mọi người chia sẻ nhiều. Và các bạn nhớ nha, nhớ cái cây này nha, cái cây này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Có nghĩa rằng khi bạn sốt á, khi bạn sốt là phải uống thuốc Tylenol, uống hạ sốt ngay, đừng có để cái độ sốt nó lên quá cao. Và khi bạn ho thì phải dùng cái này ngay lập tức, đừng có để cho nó ho quá nhiều đến mức phải đi vào phổi. Mà khi sốt cũng đừng có sợ, phải dùng xong cái này ngay, xong ngay tại chỗ để thở được đó. Ba cái rất là cần thiết. Ok, Trúc chúc mọi người may mắn nha, và mọi người cũng yên tâm là gia đình Trúc đã vượt qua được rồi, có nghĩa rằng là không có vấn đề gì, Trúc bảo đảm rằng là đã qua được đó, đã bình yên rồi đó. Thì chúc mọi người may mắn, hy vọng là mọi người sẽ may mắn. Và trong ngày mai thì chắc ông xã Trúc cũng làm một cái clip bằng tiếng Mỹ, sẽ chia sẻ với những người Mỹ và mong rằng người ta sẽ vượt qua. Vì các bạn biết không, người Mỹ người ta không tin về xong, người Mỹ người ta không tin về cái điều đó đó. Nhưng mà ông xã Trúc dạy, bây giờ ông đã tin rồi, ông đã tin vì chính bản thân ông đã vượt qua được, là do cái này, do cái cây này, do cái bài thuốc này. Lại phải nói là Trúc rất là cảm ơn ông nội mình đã để lại một cái bài thuốc, mà cái bài thuốc này là để chữa lao phổi chứ không phải là chữa Covid, nhưng mà không ngờ tới ngày hôm nay nó lại chữa được. Hy vọng rằng mọi người chia sẻ cho gia đình mình nhớ nha, nhớ cây này nha, hương thảo hoặc là cây mê điệp đó, hương thảo hoặc là mê điệp. Cái cây này á, người ta có bán ở Home Depot đó các bạn, có bán ở Home Depot, ở Việt Nam tìm thì cũng có, rất là dễ, các bạn lên Google đánh hương thảo hoặc là mê điệp thì các bạn sẽ tìm ra nó. Hy vọng là chữa được nhiều người đó. Các bạn nhớ, các bạn chia sẻ dùm nha, cái cây này các bạn, như các bạn không chia sẻ thì các bạn cũng phải ghi lấy lại cái hình ảnh cây này để đưa cho mọi người cả nước để mà dùng. Các bạn phải biết là cả gia đình Trúc sống được qua cái cơn đại dịch này là nhờ nó. Và ngày hôm nay các bạn học, đây là ngày thứ 5 Trúc trải qua dịch Covid, ngày thứ 5, và Trúc cũng đang sốt,
và Trúc cũng đang dùng nó. Và bây giờ Trúc chuẩn bị xong cái clip này, Trúc sẽ đi nấu nó để xong lại nữa. Cảm ơn cả nhà đã nghe, và xin mọi người chia sẻ và chúc mọi người bình an. Chia sẻ cho tất cả mọi người, nhớ các bạn nha. Nhớ để mình chia sẻ cho mọi người để mà tự cứu lấy mình.